Mình ngày Tết mình mới làm hả anh? Tết mới làm. À, ngày Tết mới làm. Còn đây là lối vào đường hoa nằm trên đường Điện Biên Phủ. Hết Tết thì những cây mai như thế này sẽ được chuyển về vườn, và khi đó người chơi thường gửi cho nhà vườn chăm sóc đỡ mà chơi trong những năm tiếp theo. Những ngày sau Tết thì mình thấy thời tiết ở Tuy Hòa rất là đẹp luôn. Trung Hiển, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Phú Yên Channel. Tuy Hòa Phú Yên, chiều ngày mùng 8 âm lịch. Thời tiết lúc này ở Tuy Hòa rất là đẹp luôn. Những ngày sau Tết, mình thấy các điểm tham quan ở Tuy Hòa thu hút rất đông du khách, người dân đi tham quan và đi du xuân. Trung Nguyễn sẽ đưa cả nhà ghé đường Hoa Xuân Tuy Hòa vào chiều ngày mùng 8 Tết như thế nào. Mời quý cô chú anh chị cùng với mình vào khu đường Hoa Xuân nha. Đây là tuyến Hùng Vương này cả nhà. Trước mắt quý cô chú anh chị, đó là cổng vào đường Hoa Xuân nằm trên đường Hùng Vương. Đường Hoa Xuân sẽ có hai lối vào, một lối vào trên đường Hùng Vương này và một lối vào tại cổng Điện Biên Phủ. Hiện tại thì mình thấy cũng có khá đông người tập trung ở dưới trước cổng này. Chúng ta sẽ cùng vào phía trong. Hãy vào gửi xe anh ạ. Đây là phía trước cổng đường Hoa Xuân. Hiện tại đường Hoa Xuân mình thấy vẫn còn rất là đẹp. Hiện tại có khá đông người vào khu vực phía trong để mà tham quan chụp ảnh. Thấy kiểu chị ở chỗ nào bán đó. Dạo này kiểu chị bán nhiều quá. Các bạn nhỏ rất là thích ăn kiểu chị này cả nhà. Ở đây chị bán ở chỗ nào? Ở đây. Ở đây hả? Ở Tân Cộng. Đắt hàng không? Hả? Đắt hàng không chị? Chứ khách phương xe bán. À, đặc biệt là các bạn nhỏ rất thích ăn món này nè, kẹo chỉ. Rất là nhiều tà áo dài đang có mặt trước cổng đường kho. Vào buổi chiều thì mình thấy du khách đến với đường Hoa Xuân Tuy Hòa rất là đông. Ở đây còn cả bán chè nữa. 3.000 bạch anh. 3.000 bạch hả? 5.000, 5.000 hả? 5.000 hả? Phải giá vậy? Rất là đông du khách có mặt phía trong nơi có linh vật hộ 78. Hiện tại hộ 78 vẫn còn rất là hot nha cả nhà. Du khách du lịch đến với Phú Yên rất là thích chụp ảnh với linh vật hộ 78 Phú Yên. Quá trời đông luôn này. Hộ 78 Phú Yên vào buổi chiều chụp hình rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá trời người chụp hình với chú hổ 78 này cả nhà. Quá đẹp luôn. Rồi chú. Tại gian khác đi chú, gian khác. Em đang nhìn ở đâu đây, nhìn một người quá chưa. 2, 3. Tắm rửa nha. Cô chú ở khuyên hả, ở đâu? À khuyên hả? Bữa nay mới check in với chú hổ ha. Bảy tám vẫn còn rất là hot. Sau Tết thì mình thấy các điểm tham quan ở Tuy Hòa, đặc biệt là đường Hoa Xuân nè, quảng trường Vinh Phong và sông qua Farm Stay là những nơi thu hút rất là đông người đến tham quan chụp ảnh. Đặc biệt là đường Hoa Xuân vẫn còn rất đẹp. Quá đẹp luôn. Bảy tám Mãi Đỉnh. Năm nay thì hổ 78 cùng với hổ Quảng Trị là một trong những linh vật hổ đẹp nhất của cả nước. Con cưng nè, bơi lớn như mẹ nè. Quá đẹp. Năm nay thì mình thấy trong đường Hoa Xuân có rất là nhiều những gốc lan rất là lớn như thế này này. Đây là lan thật nha cả nhà, khá đẹp. Hiện tại thì vẫn còn rất đẹp. Cách thì mỗi lúc đến với đường Hoa Xuân càng nhiều, khi mà thời điểm này là thời điểm mọi người dân đi làm về rất là nhiều. Mặc dù chiều ngày mùng 8 Tết nhưng cả nhà thấy phía trong đường Hoa Xuân vẫn còn rất đẹp, hoa nở rất là lâu tàn luôn. Ở khu vực phía trong này có một anh đang
làm tàu he này. Rồi biết luôn ha, 10.000 một cây. Hôm nay không thấy đang làm đã, hôm nay mình làm cũng làm ở đây hả? À, đêm không hả? Năm nay thì mình thấy trong đường Hoa Xuân rất là tiếc không có hội bài chồi. Nếu mà có hội bài cũng có hả? Cũng thấy ta. Bữa giờ vô là không thấy. À, Tết năm ngoái với năm nay không có hội bài chồi rất là buồn luôn. Nếu mà trong đường Hoa Xuân mà có hội bài chồi nữa là y xì luôn. Cùng với những anh thắt tàu he như thế này rất là ra không khí Tết cổ truyền. Mình là ngày Tết mình mới làm hả anh? À, ngày Tết mới làm. Em mà không vẫn tay ngờ vẫn lên cao hả? Làm vẫn đẹp. Mấy ngày đây thì mình thấy các điểm tham quan du lịch ở Tuy Hòa thu hút khá đông người. À, mùng 2, mùng 3 là ở đây là đông. À. Dạ. Đường Hoa Xuân như thế này sẽ tồn tại vẫn còn rất là nhiều ngày nữa. Khi mà hoa tàn héo, khi đó ban tổ chức đường hoa sẽ bắt đầu dọn dẹp. Hiện tại vẫn còn rất đẹp, hoa nở rất là nhiều. Mình thấy hoa thì vẫn chưa thấy tàn nha. Những ngày Tết, đặc biệt là các ngày mùng 2, mùng 3 ở khu vực đường Hoa Xuân đông nghịt người luôn. Nhưng mà hiện tại thì thời điểm này bà con đi làm ăn xa cũng như là đi học. Nhưng mà mình thấy vẫn còn rất là đông người tham quan phía trong khu vực đường hoa. Sau chuỗi kia là bao nhiêu chị? Bên này nó tùy theo loại. À, tùy theo loại. Từ đây qua bên này là 10.000. Cô bên đây là 10.000. Còn 9 rưỡi lấy không? Khá rẻ. Những dòng như thế này có giá là 10.000. Đúng không? Cái nào biết hay lấy mà thôi đúng không? Cái nào biết thì lấy cho thừa thôi lấy mà. Thời tiết ở Tuy Hòa trong một hai ngày gần đây rất là đẹp. Trời cả nắng ấm. Khác với những ngày trước thì Tuy Hòa có mưa và rất lạnh. Nhưng ngày hôm qua và ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp. Rất ủng hộ đỡ mọi người du xuân sau Tết này cả nhà.
hay là những ngôi nhà tranh vách lá, mọi người cũng rất là thích chụp những tiểu cảnh như thế này. Có những gốc mai. Và ban đêm thì khu vực đường hoa vẫn lên đèn khá đẹp nha. Mình thấy không có gì thay đổi mấy so với những ngày trước đó. Thời điểm này thì mình thấy phía trong đường Hoa Xuân chụp hình vẫn còn rất đẹp. Quá đẹp luôn. Không khí cũng như là mọi người vui xuân rất là nhẹ nhàng. Phía trước cả nhà đó là một mặt hổ rất là lớn nằm trước cổng lối vào đường hoa. Lối cổng này trên đường Điện Biên Phủ này cả nhà. Đây là những gốc cây rất là lớn được Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa tặng cho thành phố Tuy Hòa trong dịp khai trương đường hoa. Có hai gốc cây rất là lớn luôn. Đây là cây lội, hai cây này cả nhà mới vừa trồng trước Tết. Vào chiều thì mình thấy dòng người vào phía trong đường hoa vẫn khá nhiều. Trước cả nhà đó là khách sạn Kaya, một trong những khách sạn lớn ở Tuy Hòa. Còn đây là lối vào đường hoa nằm trên đường Điện Biên Phủ với một mặt hổ linh vật của năm nay nè cả nhà, vẫn còn rất là đẹp nha. Mặc dù hôm nay là chiều ngày mùng 8 rồi. Hiện tại đường hoa thì vẫn còn thu hút rất đông người vào phía trong để mà tham quan chụp ảnh. Chiều mùng 8 Tết, trên các tuyến phố mình thấy vẫn còn rất là đông phương tiện di chuyển. Đặc biệt là thời điểm này mình thấy mọi người đi du xuân khá nhiều. Thank you.
các địa điểm tham quan du lịch ở Phú Yên như là đường Hoa Xuân, quảng trường Kinh Phong, hồ Điều Hòa, hồ Sơn, vân vân, thu hút rất đông người dân Phú Yên cũng như là du khách đến với Phú Yên tham quan chụp ảnh khá nhiều vào thời điểm này.